Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay ngày 24 tháng 4 sẽ đồng loạt diễn ra 4 trận đấu ở vòng 34. Ở khung 20 giờ sẽ diễn ra 3 trận đấu. Trận đấu đăng duy nhất ở khung 20 giờ là màn so tài của Chelsea với West Ham. Chelsea sau trận thua Arsenal vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 62 điểm, nhưng họ chỉ còn hơn pháo thủ đúng 2 điểm. Đoàn quân của huấn luyện Thomas Tuchel muốn tích lũy điểm số để chắc chắn cán đích mùa giải ở vị trí thứ 3. Trong khi đó, West Ham cũng không có cửa để đua tranh vào top 4, nhưng chắc chắn bốn tại cũng không đá cho vui trước Chelsea. Đội bóng của huấn luyện viên David Moyes được dự đoán sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho Chelsea. Trận đấu nhận được sự quan tâm lớn nhất hôm nay đó là trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton diễn ra vào lúc 22:30. Liverpool hiện đang bị Manchester City nới rộng khoảng cách thành 4 điểm trong cuộc đua tới ngôi vô địch nên không được phép đánh rơi điểm số ở trận đấu này. Bên kia chiến tuyến, Everton cũng đang rất cần điểm để phục vụ cho cuộc chiến chủ hạng. Mặc dù vậy thì với thực lực yếu hơn và phong độ tệ hơn, thật khó để Everton tạo nên bất ngờ ở trận đấu hôm nay. Lịch thi đấu cụ thể của giải Ngoại hạng Anh hôm nay ngày 24 tháng 4 như sau. Ở khung 20 giờ, Brighton đối đầu với Southampton, Burnley gặp Wolves, Chelsea đối đầu với West Ham. Ở khung 22:30, Liverpool tiếp đón Everton trên sân nhà. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh tính đến sáng ngày 24 tháng 4 như sau. Man City dẫn đầu với 80 điểm, Liverpool đứng thứ 2 với 76 điểm, Chelsea xếp thứ 3 với 62 điểm, Arsenal đứng thứ 4 với 60 điểm, Tottenham đứng thứ 5 với 58 điểm, Manchester đứng thứ 6 với 54 điểm, West Ham đứng thứ 7 với 52 điểm, Wolves đứng 8 với 49 điểm, Newcastle đứng thứ 9 với 43 điểm, Leicester City đứng thứ 10 với 42 điểm, Brentford đứng thứ 11 với 40 điểm, Brighton đứng thứ 12 với 40 điểm, Southampton xếp thứ 13 với 39 điểm, đứng thứ 14 là Crystal Palace 37 điểm, đứng thứ 15 là Aston Villa 37 điểm, xếp thứ 16 là Leeds United 33 điểm, Everton đứng thứ 17 với 29 điểm. 3 vị trí cuối cùng thuộc về Burnley 28 điểm, Watford 22 điểm và Norwich City 21 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.